Ngập cả dưới này anh. Wow. Thế bà con phải di dân đi đâu anh? Dồn lên cái này thôi, dồn lên. Dồn lên cao dần. Dắt bò, dắt lợn này. Ở dưới này gọi là gì anh? Gọi là điểm cơ tàu. Cơ tàu. Dạ. Ở đây có mấy hộ dân anh? Ở đây 128 hộ. 128 hộ.